Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong mùa an cư kiết hạ. Và chiều nay chúng ta học tiếp tỳ ni nhật dụng thiết yếu với chủ đề là từng giọt sữa thơm, kỳ thứ 43. Và chúng ta vẫn tiếp tục học bài phụ, tức là phần nghi thức cúng quá đường. Hôm qua mình học tới cái chỗ là thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Người tu của chúng ta lấy cơm ăn để no. Nhưng mà nếu mà đời tu của chúng ta, hay là cuộc sống trong đời sống hàng ngày á, nếu chúng ta không có pháp hỷ, lấy cái niềm vui nghe pháp làm món ăn, lấy cái niềm vui của sự thiền định làm món ăn, thì đó là chúng ta sẽ bị thiếu đi cái phần thức ăn của tinh thần. Chúng ta ăn cơm bên ngoài để nuôi được cái thân, nhưng mà nếu hàng ngày chúng ta không có niềm vui tu tập thì chúng ta không có thể tiếp tục sống an lạc lâu được. Ví dụ một người ở trong chùa tu nhưng mà tụng kinh ngồi thiền không có hạnh phúc, không thấy niềm vui trong khi tụng kinh ngồi thiền, không thấy niềm vui trong những lớp học Phật Pháp, thì người đó làm sao ở lâu trong chùa được? Vì họ không thấy được niềm vui của sự tu tập, của sự nghe Pháp, của sự thiền định, thì tự nhiên cái tinh thần họ nó đi xuống. Vì họ ở trong chùa chỉ được cái ăn mà cái mặt tinh thần không có. Vì vậy cho nên đó, chúng ta làm sao chúng ta phải có pháp hỷ, có thiền duyệt. Đó là chưa nói có niệm. Hôm qua mình học đó, năm món ăn gọi là của người xuất thế đó. Trong đó có niệm, có nguyện, có giải thoát, có pháp hỷ, có thiền duyệt. Đó là năm món ăn của một vị tu tập. Vì vậy thì trong cái bài này á, đã nói đến thiền duyệt, đã nói đến pháp hỷ, thì đã nói đến hai trong năm món ăn rồi. Cho nên người tu tập, hay là bây giờ nói đơn giản đi, một cái người đi học, một người học trò, một người học sinh đi học trong trường, nhưng mà không có thấy niềm vui khi học bài, không có thấy niềm vui đi vô lớp, thì nhất định cái người học trò đó không thể học lâu ở trong lớp được, bởi vì không có niềm vui và không có cái sự học hỏi trong đó. Niềm vui là gì? Nghĩa là khi chúng ta học, mà khi chúng ta học mà nó mình thấy cái sự tác dụng, mình hiểu được bài thì có niềm vui. Đó là cái tâm lý. Học cái gì mà hiểu là vui, học cái gì mà không hiểu là chúng ta không thoải mái. Vì vậy cho nên đó là, ví dụ như đọc kinh đi, đó, thí dụ mấy cái cuốn kinh Lăng Nghiêm mà tập đầu tụng rất là khó hiểu. Cho nên người nào mà tụng không hiểu, cái tự nhiên thấy kinh là sao dở quá, nói gì không hiểu. Nhưng mà qua tới tập 2 thì những đoạn kinh bắt đầu mình có thể hiểu hơn, thì thấy kinh hay. Như vậy thì không phải cái quyển kinh nó dở, mà là chúng ta chưa thấm nhập được nó. Vì không thấm nhập được gì vậy, cho nên chúng ta có thể không thấy được cái niềm vui khi chúng ta đọc đó. Còn khi chúng ta đọc sách, chúng ta đọc cái gì? Pháp Hòa mới nhận một cái thư của một vị ở bên Úc đó. Anh gửi cái thư, anh nói hồi nào giờ anh đọc những cái sách vở, anh không có thấy, anh không có một cái gì anh thích thú hết, mà gì anh không thấy nó make sense. Tự nhiên có một ngày nọ đọc nhầm cái cuốn Hành Trình Về Phương Đông. Cái quyển đó là của một tác giả người Anh, ông Spalding, ông viết và được tác giả Nguyên Phong dịch. Và Pháp Hòa nhớ là cái quyển đó Pháp Hòa biết hồi đó mình mới là sa di thôi, khoảng 15-16 tuổi, là cái thời đó là cái quyển đó rất nổi tiếng.
cuốn Hành Trình Về Phương Đông với lại cái cuốn Đường cái gì đường đường mây qua xứ tuyết. Và những cuốn đó rất hay và nói về những cái nhà tâm linh. Thành thử ra những vị nào mà người ta thích về tìm hiểu về tâm linh mà khoa học thì người ta lại thích những quyển đó. Và cái quyển đó mà với cái lối dịch của tác giả Nguyên Phong rất là hay, đọc mà nó lôi cuốn lắm. Thành thử tự nhiên nó làm cho mình thích thú. Cho nên mình học cái gì mà mình hiểu thì tự nhiên mình thích hơn. Học mà không hiểu thì mình không có hứng thú. Thì ngay cả những cái lớp học như thế này, vị nào mà chịu khó học rồi nghe kỹ rồi thì tự nhiên càng ngày càng mở ra. Và càng nghe Phật Pháp thì chữ nghĩa mình càng quen với những từ ngữ Phật học rồi thì chúng ta nghe rất là dễ. Và chúng ta thấy rằng những cái điều mà chúng ta nói trong Phật học nó là những cái gì nó đi vào trong đời sống của chúng ta. Cho nên Pháp Hỷ Thiền Duyệt nó cũng không nhất thiết là phải trong chùa. Ngay cả trong đời sống của chúng ta, chúng ta học cái gì mà chúng ta có niềm vui, chúng ta có cái sự thích thú thì tự nhiên nó khác, nó nuôi dưỡng mình rất là nhiều. Cho nên khi mình cúng xong rồi thì thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Xong rồi để bát cơm xuống và xoay cái muỗng lại. Xoay cái muỗng lại thì bây giờ tới cái phần của thầy chủ lễ phải không? Thầy mới làm một cái phép. Cái nghi thức đó gọi là nghi thức xuất sanh. Tại sao gọi là xuất sanh? Chữ xuất là cho ra, sanh là sự sống. Bởi vì những cái người, những cái đối tượng mà chúng ta cúng cái chung nước cơm đó là những quỷ thần, những quỷ la sát, những quỷ thần ở đồng ruộng, ở khoáng giả, ở chỗ mà hoang dã. Vì vậy mà các vị, cái đối tượng là những người đó, cho nên chúng ta phải cho họ sự sống. Tại sao? Bởi vì khi chúng ta không cho họ ăn cái này thì chúng ta phải cho họ cái khác. Pháp Hòa ví dụ như cái sự tích là con chim đại bàng đó, con chim xí điểu đó. Thì con chim xí điểu này nó ăn cái gì? Hả? Nó ăn rồng phải không? Cho nên rồi là nó ăn rồng con, cho nên rồi Phật phải cứu những con rồng. Thì ảnh không có món ăn. Ảnh không có món ăn thì ảnh phải phiền hà. Ảnh nói là bây giờ tôi ăn cái đó, bây giờ Phật không cho ăn tôi ăn gì. Thì Phật phải nhờ cái năng lực từ bi biến cơm, biến thức ăn ra cho họ. Cho nên khi mình không cho họ cái này, mình phải có cái khác mình đắp vào đó. Cuộc sống là nó vậy đó. Cuộc sống là vậy. Ví dụ như bây giờ các chúng ta là những người lìa tục, không có những cái vui của thế gian. Nhưng mà nếu mà chúng vào trong chùa mà chúng ta không có một cái gì để nuôi dưỡng cái thời gian và con người tu đó, thì họ tu một thời gian, ở chùa một thời gian họ sẽ buồn chán đi, họ không có chuyện gì để làm. Cho nên trong chùa mà nhiều việc để làm á, là các vị phải vui. Là tại sao? Là tại vì nó không làm cho mình bị nhàm chán. Con người nó dễ boring lắm. Con nít này nó lên chùa, nó ở chừng nửa ngày thôi, I'm so bored. Tại vì không có gì làm hết. Phải không? Thành thử ra từ đó mình mới hiểu cái tâm lý chúng sanh. Người ta luôn luôn có những cái hoạt động. Ví dụ một cái người họ, mình thấy họ không làm gì hết á. Nhưng mà thiệt sự đâu phải đâu. Cái thời gian của họ, họ có thể ngồi thiền, họ đi thiền hành, họ đọc sách, đọc kinh, đó là việc, đó là phải có một cái việc gì họ làm. Chứ không thể nói là họ không có gì để làm. Hồi xưa ở trong chùa có những hòa thượng tâm lý. Các ngày đồ đạc trong chùa, các ngày cứ dời hoài. Nay dời góc này, mốt dời góc kia. Chi biết không? Hả? Để cho các thầy tiêu hao năng lượng. Làm việc cho nhiều để tiêu hao năng lượng. Và khi mình tiêu hao năng lượng, tối về ngủ ngon, không có mộng mị, không có vọng tưởng, không có suy nghĩ. Cho nên mình mà làm mệt mà về mình ngủ, cái thân nó mệt thì nó dễ ngủ. Mà cái thân mà nó sung quá thì
Cho nên nó cũng là một trong ngũ ấm xí thạnh đó, là xung và gì, nó kêu là xí, xí là à, xí là mình nó đi, xí thạnh tức là nó suy nhược hay là nó xung khởi quá, đều là những cái khó khăn. Cho nên người người các vị mà ngay cả để cho nó tiêu hao cái năng lượng đó, ngay cả món ăn hàng ngày ở trong chùa thì chúng ta ăn chay là vậy đó, nó cũng một phần nó điều hòa những cái năng lượng trong cơ thể của con người, nói rõ hơn là sinh lý. Cho nên thí dụ buổi tối mà người nào uống một lon nước ngọt là tối bắt đầu khó ngủ, hay là ăn chè ăn ngọt, nếu cơ thể bắt đầu yếu đi rồi thì mình uống cái đó vô là bắt đầu nó hyper. Hay là thậm chí có nhiều người uống cái đó vô cái bắt đầu người nó tỉnh táo lên, rất khó ngủ. Vì vậy có những người tối ta không dám ăn đồ ngọt, người ta không dám uống nước ngọt. Và tối mà muốn tốt, muốn khỏe, ngủ ngon thì uống nước ấm. Thì ở đây mình trở lại cái câu chuyện là xuất sanh, nghĩa là chúng ta cho các cái đối tượng trong cái bài kệ mà chúng ta gọi họ đó. Thấy không? Đại bàng chim cánh vàng, chúng quỷ thần đồng rộng, mẹ con quỷ la sát, cam lộ đều no đủ. Đó là mình nói với họ đó. Garuda. Chim này gọi là Garuda. Rồi bây giờ cái thầy chủ lễ thầy mới cầm một cái chung. Thì múc một miếng cơm thầy để vô trong cái chung nước đó. Thì trong luật hay trong này hay nói là lấy 7 hột đó. Thì dĩ nhiên là chúng ta đâu thể nào đếm 7 hột đúng không? Thì mình vít một miếng cơm mình thấy nó vừa chừng, đừng có làm cả cục vô đó. Thấy không? Ở trong luật nói á, nhiều á mà ít á, thời tham. Nhiều thời không biết phí, cho nên rồi chúng ta làm vừa chừng, lấy cái số 7 hột nhưng mà không ai đếm hết á. Cái đó là một cái số biểu tượng. Rồi bắt đầu mình mới bắt cái ấn, mình nói cái câu pháp ngữ trong đó. Pháp lực bất tư nghì. Pháp lực bất tư nghì. Cái lực của pháp á, không thể nghĩ bàn. Pháp lực bất tư nghì. Cái lực pháp không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn là gì? Mình không có thể suy nghĩ và luận bàn được. Có chỗ thì gọi là không thể nghĩ, đọc cái chữ nghĩ là mình đọc là pháp lực bất tư nghì. Không có thể nghĩ được cái chỗ mà cái lực của pháp á. Từ bi vô chướng ngại. Như vậy thì cái pháp này là cái gì? Là năng lực của lòng từ bi. Năng lực của lòng từ bi gọi là từ bi vô chướng ngại. Bây giờ mình nói cái loài ngạ quỷ đó nó có ba thứ chướng. Ngạ quỷ có ba thứ chướng. Một á là ngoại chướng. Đây để bị nói bị trong này mình có câu là từ bi vô chướng ngại. Nếu mình hiểu đơn giản là cái lòng từ bi không có gì trở ngại. Nhưng ở đây để nói lên cái chướng ngại của ngạ quỷ thì chúng ta cần biết. Một gọi là ngoại chướng. Ngạ quỷ á, cái mặt của họ lúc nào họ cũng cảm thấy nóng rát. Cho nên á, họ thường đưa cái lưỡi họ lên liếm cái mặt. Xin lỗi, giống như thỉnh thoảng mình thấy con chó, con mèo nó le lưỡi nó liếm cái mặt nó. Tại có thể nó ngứa hoặc là nó khô. Còn con người mình á, đôi khi ngứa thì mình đâu có đủ cái lưỡi, mình nó đâu có đủ le lên mà liếm mặt đâu. Thì chúng ta đi lấy tay, chúng ta lấy nước, chúng ta rửa mặt. Nhưng mà tại vì mình văn minh hơn, cái con người mình nó cái phước báo nó trội hơn, cho nên mình có lotion, mình có những cái chất gì đó để đưa lên mặt cho nó đừng có bị khô rát. Nhưng mà loài ngạ quỷ thì họ không có phước đó, họ chỉ cảm nhận cái sự khô rát của
của cái mặt của họ thôi. Vì vậy cho nên á, khi mà họ có nhiều khi họ bị khô rác quá, cái họ chạy tới một cái bờ nước, họ tới cái bờ nước để họ mong họ nhúng cái đầu họ vô để làm sao cho cái nước nó làm cho họ được thoải mái. Nhưng mà không ngờ họ nhìn nước thì họ thấy là máu, cho nên họ không làm được chuyện đó. Đó là ngoại chướng. Ngoại chướng là cái những cái chướng ngại của bên ngoài của ngạ quỷ. Thí dụ một ly nước này nè, con người mình thấy là nước uống, chư thiên á nhìn vô ly nước là trân châu, nhưng mà ngạ quỷ nhìn ly nước này là máu. Thấy phước báo của ba cõi không? Cõi trời nhìn ly nước là trân châu, mà cõi người nhìn thì là nước thôi, cho nên cầm mà uống được. Vậy mà ngạ quỷ nhìn vô ly nước thấy gì? Máu. Cho nên vì thấy máu cho nên làm sao uống? Vì họ không uống được, cho nên cái này là ngoại chướng của họ. Có khi họ nhìn bánh là đất, không ăn được. Cho nên khi mình cúng ngạ quỷ á, mình cúng cho họ, mình phải đem cái tâm từ của mình phải đem cái lực mình chú nguyện vô đó để làm chi? Để giữ cái đó thành ra cái món đó để họ ăn được. Còn nếu mà thả rong cho họ là họ dục, vì họ thấy nó là cái gì nó không được. Bây giờ nói cách khác nha. Thí dụ như mình có một miếng bánh ngon, mình đưa cho một đứa con nít, nó có biết đó là ngon hay là giá trị gì đâu, nó làm gì? Nó dục. Chỉ có người lớn mình nhìn mình mới biết cái giá trị cái món đó là gì. Cho nên cho nó xong rồi mình làm gì? Phải đi theo, chắc chắn rằng nó ăn cái đó, chứ không thôi nó bỏ, vì nó không biết cái đó là giá trị. Hay thậm chí mình có một cái đồ gì mình cho ai đó, mình sợ người ta không biết giá trị của nó, người ta có thể vứt nó đi, cho nên mình phải đi theo. Cái này tốt lắm nghe, đừng có bỏ nghe, thấy nó vậy chứ không phải vậy à. Hay là bây giờ quý vị thì mình thấy cái trái chôm chôm không? Râu ria của nó là thấy héo hết trơn vậy, mà người mà không biết gì hết á, cho họ là dục á. Nhưng mà người biết chuyện nó, trời ơi, thấy nó vậy chứ trong nó còn tươi lắm nghe, đó là chôm chôm tróc đó, ngon lắm à, gỡ ra cho họ ăn. Mấy thầy nhà mình ở đây đó, mà nếu mà quý vị đưa cái củ ấu mấy thầy dục đó, tại mấy thầy đâu bao giờ biết cái củ ấu là cái gì. Củ gì mà cứng vậy mà nhỏ xíu, thịt thà gì trong ăn, dục. Nhưng mà mình là người biết cái củ ấu là cái gì, mình cho bác ăn. Thì ở đây cũng vậy, cái ngoại chướng bà đưa đó là nói một cái ví dụ, thì để mình thấy cái ngoại chướng. Cái người ta không có đủ cái tuệ, người ta nhìn thì, hoặc là cái phước báo người ta không có, ta nhìn cái đó chưa. Cho nên á, cúng thí cho các loài ngạ quỷ, chúng ta cần rất nhiều cái tâm lực ở trong đó. Vì vậy mà không nên cúng lơ là. Nhất là trong cái buổi công phu chiều, mình mở cái quyển ra rồi mình nhìn vô trong đó, mình biết cái thần chú đó nói về cái gì, mình đem cái tâm mình ra vô đó. Đó là cái ngoại chướng của ngạ quỷ ha. Hễ thấy cái gì bên ngoài thì nó thành ra cái dơ, cái tạp, không ăn được. Rồi bây giờ nội chướng. Đây là cái chướng thứ hai của ngạ quỷ. Nội chướng là làm sao? Cái bụng của họ thì nó to, cái cổ của họ thì nó nhỏ, cho nên rồi có để cái gì vô á cũng rất khó nuốt. Có khi nào mình bị đau cổ mà không ăn được không? Có không? Có nhiều khi mình bị đau cổ đâu có nuốt gì được.
Mà nếu có ăn thì nó nuốt trọng không à, cho nên chả biết cái hương vị của nó. Mà thậm chí mà bữa nào mà ai mà lỡ mà người ta nấu cái gì mà nó cứng một chút là khỏi ăn luôn. Cho nên á, rồi á, nói đi rồi nói lại á, đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, thỉnh thoảng chúng ta cũng bị cái chướng đó. Có khi giờ răng yếu mà nhai không được. Rồi bữa nào mà lỡ miệng nha, trời ơi, ăn chúng một món đồ mặn rồi nó đau, nó rát chịu không nổi. Đó, cái gì mà đưa vô bên trong mà chúng ta không thể thưởng thức nó trọn vẹn, cái đó gọi là nội chướng. Rồi cái chướng thứ ba là gì? Cái chướng thứ ba gọi là vô chướng. Chữ vô này á, nó có nghĩa là có, nhưng mà rồi nó thành, thí dụ như họ đang ăn một cái gì đó thì tự nhiên nó phực lửa, nó cháy thành tro, thành bụi, ăn không được. Có nhớ bà Thanh Đề không? Đó. Mục Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đối khác ai hoài tình thâm. Đem phẩm vật, đem dân từ mẫu. Rồi bà Thanh Đề mà thấy chén cơm rồi thì sao? Tay trái che đậy hữu hầu bốc ăn, lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm chưa đưa đến miệng đà, hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Đó là vô chướng. Thức ăn thành tro, thành bụi hết. Đó, bây giờ mình nói đó là chướng của ngạ quỷ ha. Trong cuộc sống này mà nếu chúng ta tư duy, chúng ta thiền quán thì chúng ta cũng thấy. Có đôi khi có những cái chúng ta để dành, chúng ta chứa đó, nhưng mà một cơn hỏa hoạn nó tới là nó thành tro bụi hết. Hay thậm chí bao nhiêu hạnh phúc mà chúng ta gây dựng, chỉ một giây phút chúng ta không có đủ chánh niệm, chúng ta nói, chúng ta làm, tất cả hạnh phúc đổ vỡ hết. Những gì chúng ta làm được chỉ trong một chút lát là nó thành ra hư vô hết. Đó là vô chướng. Chữ vô này, chữ vô chướng này là không phải không có chướng gì hết, mà nó thành ra một thứ vô dụng. Nó thành ra một cái mà chúng ta không ăn, chúng ta không sử dụng được, nó thành tro bụi. Cho nên có những cái mình để rất nhiều thời gian mình đầu tư vào đó, nhưng mà có thể chỉ một giây phút nào đó chúng ta không đủ chánh niệm thì chúng ta có thể làm mất nó hết. Khi mà mất nó hết thì nó không còn. Có thể là trong một cái gia đình mình hồi xưa giờ rất là hạnh phúc, vợ chồng con cái, nhưng mà tự nhiên bây giờ nó không còn gì nữa. Cái gia đình nó tan nát. Thường thường người Việt hay dùng cái từ đó. Cái gia đình đó giờ tan nát rồi. Vợ chồng ly tán, con cái chia rời. Tại vì mẹ giữ mấy ngày, ba giữ mấy ngày, ví dụ vậy. Có rất nhiều thứ. Rồi cái mà nội chướng của chúng ta cũng vậy. Có đôi khi chúng ta ăn một cái gì đó, nhưng mà mình ăn trong phiền não, ăn trong tức giận, thì cũng nuốt như ai vậy đó, nhưng mà cái nuốt nó khó nuốt lắm. Có nhiều khi húp một chén súp, chén cán canh thôi, mà cảm thấy nuốt không trôi, nuốt không nổi. Hoặc là có nhiều khi mình buồn khổ quá, một chén canh lại húp cũng được, vài muỗng rồi thôi, không có một cái hương vị gì chúng ta thưởng thức hết. Đó là nội chướng. Còn mình nhìn xung quanh, mình bực bội, mình phiền não, mình ghét bỏ, đó là ngoại chướng. Cho nên không phải ngạ quỷ mới có tam chướng này, mà chính con người của chúng ta sống, mà nếu chúng ta không đủ cái sự quán chiếu tu tập thì chúng ta cũng rơi rớt vào cái trường hợp là đôi khi chúng ta thấy những cái chướng đó. Ví dụ như một người nào mà người ta rất là dễ thương, nhưng mà giờ mình ghét rồi, mình gặp mình nói sao? Nhìn nó thấy chướng con mắt. Có không? Đó, đó là ngoại chướng đó. Nghe nó nói chướng cái lỗ tai. Tôi nhìn nó cái tôi ăn hết vô rồi. Đó là nội chướng đó.
Thà mà tại sao trước kia ngồi gần được hết? Thành thử ra không phải ngạ quỷ mới có ba cái chứng này, mà đôi khi trong đời sống của con người, đó là những cái chúng ta nói, và chúng ta chỉ nói nhưng mà chúng ta không biết rằng chúng ta đang bị những cái chứng đó. Tôi gặp nó cái là tôi bực bội lên, tôi gặp mặt nó là tôi ăn hết vô, nghe nó là tôi chướng lỗ tai, nhìn mà gai con mắt. Thành rốt cuộc cuộc sống của mình là toàn là chướng tai và gai mắt. Đó là những cái nạn. Bây giờ á, mình cho người ta ăn rồi, có nhiều người người ta ăn cơm nhưng mà người ta khổ. Mà nếu mà chúng ta cho người ta ăn pháp, người ta vui. Cho nên đôi khi xuất sanh nó còn có nghĩa là gì? Cho họ sự sống bằng giáo pháp. Cho nên á, buổi chiều á, mình nói với cô hồn á, cô hồn lỡ tạo ra nghiệp xấu cũng vì tâm niệm tham sân si. Từ thân miệng ý phát sinh ra, hết thảy cô hồn xin sám hối. Mình nói với các vị đó đó. Này các chúng Phật tử, nhớ không? Nhữ đảng quỷ thần chúng, ngã kim thí nhữ cúng. Này các vị, này các chúng quỷ thần, nay tôi xin dân cúng thức ăn biến mười phương, cô hồn đều no đủ. Các vị phải ăn nha, các vị phải ăn. Nhưng mà nhớ bỏ cái này nè: nguyện điều no đủ bỏ sang tham, sớm thoát u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo phát bồ đề, rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng, công đức sẽ đi về cõi vị lai, tất cả cô hồn đồng thọ thực. Như vậy mình có cúng cho họ ăn, mà mình khai thị cho họ bằng lời pháp. Nhữ đảng quỷ thần chúng, này các vị quỷ thần, ngã kim thí nhữ cúng, tôi nay cúng cho các vị thức ăn biến mười phương, thử thực biến thập phương, nhất thiết quỷ thần cộng. Cho nên trong suốt cái thời cúng thí thực á, toàn là cho họ ăn cái pháp: quy y Phật, quy pháp quy tăng, quy y Phật lưỡng túc tôn, quy pháp ly dục tôn, quy tăng chúng trung tôn. Rồi hướng dẫn họ phát nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đó là mình tụng, đó là gì biết không? Mình hướng dẫn cho họ đó. Cái nghi thức cúng cô hồn là mình hướng dẫn cho các người, người ta chưa hiểu biết. Nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ xong rồi, trở lại, nhớ nha, nó có một chúng sanh cần được độ nữa là chúng sanh bên trong, gọi là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, phiền não nó ở bên ngoài, nó ở ngay trong các vị đó. Cái đó gọi là tự tánh phiền não đó. Và quý vị biết rằng khi chỉ cần trở về quý vị thực tập thì pháp nó nằm ngay trong quý vị. Tự tánh pháp môn thệ nguyện học. Cho nên hồi nãy bốn câu đầu chúng sanh vô biên là chúng sanh bên ngoài, pháp môn bên ngoài. Nhưng mà khi trở về được với tự tánh thì tất cả cái đó nó ở trong đó hết. Cho nên trong suốt cái thời cúng cô hồn là một hình thức khai thị. Và khai thị là gì? Là cho họ ăn cái giáo pháp. Mình xuất sanh cho họ bằng giáo pháp. Và một lát nữa tới cuối thời kinh, mình xuất sanh cho họ bằng thức ăn: nhữ đảng quỷ thần chúng, ngã kim thí nhữ cúng. Cũng giống như câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ vậy đó. Hai người bạn thân với nhau đó. Mà khi mà mình cho người đó được cái sự học hành, phải không? Và sau đó người đó tỉnh ngộ rồi thì họ mới biết rằng người bạn đó không phải là xưa giờ chỉ cho họ ăn cơm cà chua, cơm hẩm. Nhưng mà thật sự cái đó là gì? Để nuôi cái ý chí họ. Và khi cái ý chí họ có rồi á, thì mình nuôi họ sự ăn học. Ăn học mà có rồi thì mình nuôi cả cuộc đời của họ. Cho nên hàng ngày mình sống với nhau, mình không phải nuôi, mình đừng có nghĩ rằng mình nuôi người đó đủ mà, tôi cho ăn ngày ba bữa mà. Mình nuôi người ta mà mình nhìn cái tâm trạng người ta có hạnh phúc không?
Có nhiều khi người đó chỉ hạnh phúc, chỉ no được cái bụng thôi, mà khổ cái lòng, khổ cái tâm. Cái cách nói của mình làm cho người ta rất là đau thương. Thì cái đó mình chưa xuất sanh, nên mình chưa có nuôi được họ cái giáo pháp. Cho nên khi mình sống ở trong chùa, nếu mà mình có hạnh phúc là mình xuất sanh, tức là mình được nuôi bằng hai thứ: nuôi cơm mỗi ngày và nuôi pháp mỗi ngày. Mà người có hạnh phúc là sống như vậy, vừa được cơm ăn mà vừa có pháp nuôi tâm. Vì vậy cho nên y bát không thể rời. Bát là biểu tượng cho món ăn mỗi ngày, đó là những cái thực phẩm nuôi thân. Còn cái y nghĩa là cái giáo pháp để nuôi tâm mình. Người tu mà hết thích y, hết thích bát rồi, hoặc là hết thích y còn thích ôm bát không à, là chỉ lo ăn mà không lo học, không lo tu. Xuất sanh là vậy đó. Pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại. Cái lòng từ mà có thì sẽ làm cho họ vượt được ba thứ chướng ngại: của ngoại chướng, của nội chướng, của vô chướng. Thất liệp biến thập phương, chữ liệp là hột hạt, thất liệp biến thập phương, phổ thí châu xa giới. Còn bốn câu nữa nha, trong này thiếu nè. Ghi kịp không? Thất liệt biến phập thương rồi, bốn câu kế nè. Quỷ tử mẫu khoáng giả, tức là các loại quỷ và các loại mẹ con quỷ là sao? Quỷ tử mẫu khoáng giả. Khoáng giả ở chỗ đồng trống, đồng rộng. Quỷ tử mẫu khoáng giả, thần kim xí điểu vương, đó là chim đại bàng đó. Tất giai hoạch bảo mãn, mình thêm ba câu: quỷ cái gì, phổ thí châu xa giới, quỷ tử mẫu khoáng giả, thần kim xí điểu vương, tất giai hoạch bảo mãn, rồi mới tới câu án độ lợi ích tối ha. Và khi mình bắt ấn, mình đọc cái đó xong rồi á, trong khi đại chúng tụng biến thực biến thủy, tụng biến thực biến thủy xong rồi thì mình họa chữ án lam lên đó, rồi thì mình đưa cho thị giả. Và khi mình bắt cái ấn này mình làm phép xong rồi, người thị giả cũng tiếp tiếp cái chén đó bằng cái hình thức đó. Người thị giả cũng bắt ấn sẵn rồi thì để cái chén cơm lên và bắt cái ấn này từ cái bàn cơm đi thẳng lại cái chỗ cúng súc sanh. Thường thì chỗ cúng súc sanh phải là một cái góc nào đó ở ngoài sân, trừ trường hợp mình ở một cái nơi mà nó không có tiện như vậy thì mới kiếm một góc khác mình để. Chứ còn thí dụ một cái trai đường mà nó ở ngoài có thể bước ra sân được thì thường ta chọn ngoài sân, tại vì ý nghĩa là mình cúng cho các loài quỷ thần, các loài ở ngoài đồng không mong quạnh. Và cái bàn đó có khi thì mình có một bình một bát hương, mình cho thắp cây hương lên, không có cũng không sao. Có chùa thì người ta bài bản á, mà ta làm cái bản, cái bài vị để cái bài kệ đó lên, đại bàng kim xí điểu đó, ta làm bài kệ đó như là một cái bài vị vậy đó, ta để đó rồi có cây hương. Còn ở bên Trung Quốc á, là người ta làm một cái trụ đá hoa sen để ngay trước cửa trai đường. À, cái vị đó ra cúng xong rồi là úp cái nước đó lên luôn. Tại vì sao? Tại mình cúng cho người ta rồi, đọc cúng rồi mình úp lại để cho cái cơm đó nó nằm ở trên cái mặt bàn đó. Rồi cái nay mai gì đó có chim nào đó nó tới nó ăn. Còn ở đây thì chúng ta hơi khó. Hoặc là nếu mà mình như cái pháp xá mình ở ngoài vậy đó. Thấy không? Mà nếu mình tiện ngay cửa cái xong rồi mình cầm cái đó mình úp xuống cúng ngoài đồng rộng luôn. Đại khái là như vậy. Và cái người thị giả mà đi ra cúng đó, mình đọc cái bài kệ Nhữ Đẳng Quỷ Thần Chúng, thì mình đọc bằng một cái âm nó đừng có quá lê thê. Ví dụ như mình đọc nó vừa chừng, cũng không nhanh quá, cũng không chậm quá. Ví dụ mình ra Nhữ Đẳng Quỷ Thần Chúng Ngã Kim Thiên Nhữ Cúng thì nó quá nhanh phải không?
Còn nếu mình nhự đặng quỷ thì nó giống như mình tụng sám vậy, không? Thật ra mình cúng cho nó vừa cái câu kệ, vừa chừng. Sau khi mình cúng xong rồi thì ở trong này thầy cái bài kệ cúng như thế này: Đại bàng kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn. Thì ba câu đầu đó là ba đối tượng để chúng ta cúng. Thứ nhất là chim đại bàng cánh vàng, Garuda. Và chim này nó cũng nằm trong trong bát bộ mà chúng ta thường gọi là Thiên Long bát bộ á. Nhớ không? Nhớ Thiên Long bát bộ không? Thiên Long à, gì nữa? Càng Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Thường thường á, cái đó nó bát bộ mà chúng ta hay nói gọn, mình lấy hai bộ đầu Thiên và Long, chúng ta hay kêu là Thiên Long bát bộ. Nhưng mà thật sự Thiên Long là hai bộ rồi. Thiên là trời và Long là rồng. Đúng không? Thiên Long bát bộ, tám bộ. Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Thì những cái loài đó đều là những cái chúng mà hộ trì trong Phật Pháp. Quý vị muốn biết thì học lại cái bài Thiên A Tu La mà Pháp Hòa đã nói rồi đó, thì mình học lại cái bài đó để mình biết. Còn ở đây thì mình nói lược để đại chúng không mất thời gian. Thì cái vị thị giả đem ra cúng, thứ nhất là A Tu La là gì? Chim đại bàng cánh vàng, chúng quỷ thần đồng rộng, là cái câu thứ nhì á. Khoáng giả quỷ thần chúng, rồi mẹ con quỷ La Sát. Tại vì La Sát này chuyên môn ăn thịt mấy đứa con nít, rồi các bà mẹ sợ quá mới đem con lên gửi Phật, Phật mới bắt đứa con của quỷ đó, quỷ tử mẫu á. Thì bà nghe đồn là Phật cũng thần thông lắm, cho nên bà đến bà xin Phật giúp. Thì Phật mới hỏi chứ bà mất con bà có buồn không? Nói trời ơi, con là núm ruột mà tại sao mất không buồn? Thì Phật mới nói bà mất con bà buồn thì bà cũng biết rằng người ta mất con người ta cũng buồn như vậy đó. Thôi từ nay đừng có ăn thịt của các đứa nhỏ đó nữa, mẹ của chúng sẽ đau khổ. Bà mới nói giờ tôi phải ăn cái đó để tôi mới có sữa nuôi con, có sức khỏe để nuôi con. Phật mới nói thôi được rồi, từ nay về sau tôi sẽ dạy cho các thầy, mỗi bữa ăn sẽ nghĩ nhớ đến các vị, sẽ vì các vị mà thí cho các vị được no đủ. Dĩ nhiên là họ đông đảo lắm, làm sao đủ, cho nên lúc đó phải nhờ đến gì? Thần chú biến thực biến thủy và cái tâm lực từ bi của mình. Có nhiều khi trong cuộc sống có những người mình chỉ cần cho người ta một ly nước, một lời chào hỏi, nhưng mà bằng tất cả tình thương thì cái lời chào hỏi đó người ta vẫn cảm nhận được. Nhưng mà nếu chúng ta làm rất nhiều điều nhưng mà tất cả những cái điều chúng ta làm nó đều có cái mục đích, nó đều có cái âm mưu ở trong đó, thì tự nhiên người ta cũng cảm nhận được. Và thậm chí người ta còn sợ hãi vì mình làm như vậy không biết là mình có ý gì, làm cho người ta nghi ngờ và sợ hãi. Và đôi khi mình đến với một người khác mà đơn giản, nhẹ nhàng mà bằng tất cả tấm lòng thì người ta sẽ cảm nhận được cái việc đó nó khác đi. Rồi bây giờ sau khi mà cái vị thị giả cúng xong đó thì vị thầy cả đó mới xướng tăng bạc. Bây giờ mình nói tới cái chữ tăng bạc. Chữ tăng là gì? Chữ tăng là chư tăng mà đang ngồi ăn đó. Chữ bạc là một lời sướng. Vậy thì tăng bạc là cái lời sướng của tăng. Bây giờ mình đọc trong này một chút ha.
Tăng bạc là phép sướng cúng bình đẳng. Kinh Phạm Ma Nan. Quốc vương nói: Thái tử của vua Phạm Ma Nan tên là Quân Lân Nho, xuất gia đắc đạo. Vua bấy giờ không hay, mỗi khi đến cúng dường khác hơn chúng tăng. Phật biết vua chỉ dùng ân ái nên nói rằng tất cả chúng sanh đều là thân bằng quyến thuộc của ta, vả muốn cúng thì đều phải bình đẳng, chẳng luận lớn nhỏ. Phật bảo ông A Nan đến bữa sướng lời bạc, khiến chúng tăng cơm đều bình đẳng. Tức là trong kinh kể có một cái ông vua đó, con của ông đi tu, rồi mỗi lần ông mang thức ăn tới mà cho chư tăng á, là ông có cái sự khác biệt ở trong đó, là cúng cho cái người con trai của mình đang tu ở trong cái nhóm tăng đó đặc biệt hơn, còn các người khác thì soàn. Cho nên Phật biết như vậy, cho nên Phật nói là ở trong này tất cả đều phải bình đẳng. Đó là một cái lời sướng, là dặn ngã nan sướng tăng bạc. Rồi trường hợp thứ hai, Truyện Ký nói, Truyện Ký Quy nói: Tam Bát La Khư Đa, dịch là khéo đến, hoặc là lời bí mật hay trừ độc. Nghĩa giải như sau: Phật dạy là như vân lệnh vua vậy. Lời tựa thập tụng là nói: Ông Thi Lợi Cù Đa, nghi Phật có nhất thiết trí, bèn sắm cơm độc trong nhà, trong nhà làm hầm lửa lớn, muốn khiến không lên khói, lấy cát phủ lên lót giường không bệnh. Tự nói: Nếu Phật có trí thì chẳng phó thỉnh, Phật thì thấy nên độ, nên yên lặng hứa. Bèn dạy ông A Nan bảo các tỳ khưu đừng đi trước. Như Lai dắt các tỳ kheo vào nhà ấy, hầm lửa hóa xanh hoa sen. Phật và tỳ kheo đi trên giường hoa, giường không bệnh đều thành giường nguyên cả. Ông Thi Lợi cảm hóa bạch Phật: Cơm này tạp chẳng kham cúng. Phật nói: Cứ cúng, ăn không bệnh chi. Phật bảo ông A Nan tuyên lệnh: Chưa sướng chú nguyện không được ăn trước, sướng rồi ăn đều ngon ngọt. Phật lại làm phép: Từ nay chưa sướng chú nguyện không được ăn vậy. Vậy thì hôm trước Pháp Hòa có nói cái tích này một lần, nhưng mà hôm nay mình nói lại. Cái chữ sướng tăng bạc nó có hai trường hợp. Đầu tiên á, là mình nói như vậy để cho tất cả chúng tăng đều có cái ý nghĩa bình đẳng. Và đồng thời nó từ một câu chuyện là có một cái ông đó, ổng muốn, ổng nghe nói là Phật là người có cái trí biết tất cả, gọi là nhất thiết trí. Thì ổng muốn thử lòng, thử coi cái sức của Phật có biết thật không. Cho nên ở trong cơm ông trộn thuốc độc. Bên cạnh đó là cái chỗ ngồi của chư tăng á, là ông để ở dưới là một cái lò lửa. Rồi ở trên này ông lấy đồ ông phủ lên để cho không có thấy cái bốc khói, phải không? Rồi ở dưới này thì để cho Phật lên đó Phật ngồi. Thì Phật biết được điều đó. Nhưng mà tại sao Phật không từ chối cái bữa đi đó? Vì Phật nghĩ rằng đã đến lúc để độ cái ông này. Cho nên Phật vẫn nhận cái lời đó, Phật đi đến và dẫn chúng tăng và dặn là các thầy phải đi theo sau Phật. Khi đến nơi rồi á, thì Phật mới nói lên cái lời tăng bạc, nghĩa là cái lời cảnh tỉnh. Các thầy phải ăn cơm trong chánh niệm, không để cho tâm tán loạn, và đọc cái bài chú. Bài chú đó lên. Bài chú đó là gì? Tam bạc ra già ra, tam bạc ra già ra. Thì cái chữ tam bạc ra già ra nghĩa là gì? Là khéo đến, hoặc là lời bí mật hay trừ thuốc độc. Để mình nói cái tích trước ha. Rồi sau khi mà đọc cái lời chú đó lên rồi á, thì cái giường đó đó, Phật ngồi vẫn tỉnh bơ, không có chuyện gì hết. Thì cái ông này ông giật mình rồi. Lúc đó ông sanh cái tâm hối hận, cái ông mới cản Phật. Ông nói: Thôi thôi, tôi phục rồi, thôi giờ tôi xin báo cho các ngài biết là cơm này có độc, các ngài đừng có ăn. Phật nói: Không có hề, không sao hết, cứ ăn.
Thì đó là một câu chuyện phải không? Nhưng mà ở đây nè, cái chỗ ngồi mà lửa cháy là gì? Nếu chúng ta ngồi không chánh niệm, ngồi mà không có yên, thì nó chẳng khác nào ngồi trên lò lửa. Ăn mà không có, không biết ơn, không nghĩ tưởng đến cái ơn, không nghĩ nhớ đến cái nhọc, thì chẳng khác nào mình ăn thuốc độc. Vậy thì cái lời sướng tăng bạc nó còn có nghĩa là một cái lời nhắc nhở. Sắp sửa, nghĩa là nãy giờ cúng xong rồi, bây giờ chỉ còn chuẩn bị đưa cơm vô miệng mà ăn thôi. Thì đây là cái lời cảnh tỉnh cuối cùng. Phật dạy các tỳ kheo hay đại chúng khi ăn phải thực tập 5 cái phép quán. Đừng để tâm ý lo nghĩ hay là nói chuyện tạp. Nói chuyện tạp là chuyện gì? Trước hết là nói chuyện bữa ăn. Mà nếu mà không có cái sự mà im lặng mà ăn, là thế nào trong bữa ăn cũng sẽ có tiếng ồn. Và đầu tiên của những tiếng ồn là gì? Này ngon mà cứng quá. Này ngon mà cay quá. Cái kia này ngon mà mặn quá. Cái này canh gì mà nấu ngọt ngay. Chưa nói chuyện khác, bắt đầu chú tâm vô cái bữa ăn là bắt đầu sẽ bình luận. Trong khi đó bao nhiêu cái khó nhọc của người nấu ta làm ra, không có cái gì gọi là appreciate, không có cái gì gọi là trân quý hết. Vậy thì cái tâm mà khởi lên như vậy là tâm gì? Có phải là tâm của tham, của sân, của si không? Thì mà ba cái đó là có phải ba độc không? Cái đó là độc chứ gì nữa. Mà nãy giờ anh ăn mà anh không chú nguyện, mà anh toàn suy nghĩ tạp vậy thì anh ăn độc chứ gì nữa. Đó là chưa, đó là mới nói dở ngang. Còn nếu lỡ ngon thì sao? Lỡ ngon thì phải xin thêm. Hoặc là đang ăn ngoắt cái người nấu lại, người thị giả tới. Này còn không, lát để dành cho tôi miếng nghe. Thành thử khi ăn mà không có bình đẳng, không có bình đẳng, ngon mà không biết chia sẻ mà còn dặn để dành riêng nữa. Hiểu ý không? Thành thử ra tất cả cái đó nó đều là một loại độc hết. Hồi nãy là độc của sân, của phiền, là chê. Rồi có khi cũng là một dạng, cũng một dạng phiền não, cũng một dạng độc nữa là tham. Ăn mà không biết chia sẻ, mà cái ngon lại còn muốn để dành cho mình, mà đã ăn trên bàn rồi mà còn lại muốn thêm. Cho nên cái lời tăng bạc nó quan trọng lắm. Thấy nó vậy đó, nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa sâu sắc vô cùng trong cái sự nhắc nhở. Thế thì cái người tu á, ăn không phải rườm rà, nhưng mà chính cái ăn nó dễ cho mình bị tạo nghiệp. Một là mình chê, hai là mình đắm đuối. Để giảm đi cái đó. Ở đây mình không dám nói hết, tại thỉnh thoảng mình cũng bị tập khí, ăn cũng còn khen ngon, cũng còn chê dở. Nhưng mà để giảm được cái tập khí đó, nếu mà chúng ta không có cái sự nhắc nhở này, thì chúng ta lại càng buông lung nữa. Mà quý vị để ý ha, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ngoài đời coi. Vô một cái bữa tiệc, ăn tiệc á, họ ăn theo cái kiểu người thế gian đó. Vô hồi là bắt đầu buông lung. Buông lung là gì? Ăn thoải mái, uống thoải mái. Mà ăn uống thoải mái thì bắt đầu nói thoải mái. Mà chính nói thoải mái xong rồi gì nữa? Có những cái buông lung. Ví dụ như ở trong cái đây mình không phải nói cái đó sai, mình phân tích để cho mình hiểu thôi, chứ không phải mình nói người ta trật nha. Không dám. Cái đó để mình thấy được cái bữa ăn của sự tu tập và bữa ăn bình thường của một cái thế nhân, một cái người sống bình thường. Chứ không có cái ý là mình nói vậy là người ta vậy ta sai. Vì đó là cái cách sống của ở ngoài đời và ở trong cái sự tu tập. Cho nên mình ăn cơm im lặng á, không có phải là một sự gò bó, mà là giúp cho mình có được cái tư, có được cái không gian, có được cái thời gian
và có được cái tâm niệm mình thưởng thức thật sự những món ăn. Đại chúng để ý bữa nào mà mình ăn mà cho mình nói chuyện coi, hầu như mình ít thưởng thức. Hoặc là mình ăn mình khen ngon vậy thôi, mà thật sự cái ngon như thế nào mình chưa trọn vẹn. Hay là đôi khi mình ăn ngon thôi mà mình quên cả cái công của cái người làm. Cho nên chỗ tu tập là nó vậy. Bình thường mình ghi nhận ơn rồi, nhưng mà khi vào bữa ăn mình cũng phải biết biết ơn. Thì cái chữ tăng bạc là vậy. Bạc là lời sướng, tăng là chư tăng. Lời sướng lên để nhắc nhở chư tăng gọi là tăng bạc. Và nhắc nhở ở đây nó có hai phần. Một là phải chánh niệm tỉnh giác. Hai là phải vận dụng được cái tâm bình đẳng. Và có khi mình thấy gì nữa, mình rất là may mắn. Mình rất là may mắn có được một bữa ăn. Trong khi đó có những người người ta đói, người ta không có ăn. Mình được cái phước duyên, người ta luôn luôn nghĩ nhớ đến mình, làm cho mình ăn. Thì mình phải biết rằng cái lòng của người ta nó trội hơn là thức ăn mà người ta làm ra. Có thể cái lòng người ta có, nhưng mà khả năng người ta hạn hẹp. Ta hết sức ta nấu món đó, mà đó khả năng ta nấu tới đó thôi. Đâu phải bữa nào người ta nấu cũng ngon đâu. Pháp Hòa ví dụ như người ta làm bánh đi. Có nhiều khi bánh nó không có ngon giống như là những người thợ khéo. Hoặc là nhiều khi bữa đó họ làm rất khéo, mà tự nhiên bữa nay làm không khéo. Nhưng mà giờ lỡ làm ra rồi thì chúng ta phải ăn. Nhưng mà nói ăn không ngon thôi chứ đâu có nghĩa là ăn chết. Đâu có nghĩa là ăn không được, phải không? Ví dụ có những cái bánh nó làm rồi bị chai, nó bị cứng đi. Ăn nó không ngon thôi, chứ đâu có nghĩa là ăn vô bệnh tật gì đâu. Thật ra chúng ta nên thỉnh thoảng, ở đây có ai ăn lương khô chưa? Coi phim Tàu thỉnh thoảng nói đây gói lương khô. Lương khô là cái gì? Là cái bánh bao không có nhân. Vì cái nó không có nhân cho nên để nó lâu được, người ta để cho nó khô lên. Rồi á, đi đường ta bỏ vô, rồi cái đi ra đường đói bụng á, cạp cạp vậy đó, uống nước. Cái bánh đó ta gọi là màn thầu, bánh mạn đầu, bột thôi. Mà hễ mình để cái nhân gì thì nó dễ hư. Thí dụ như để nhân đậu xanh, nhân khoai môn hay là nhân rau gì đó, nó cũng đều dễ hư hết. Chỉ có cái bánh không là nó không có cái gì nó tác động vào đó, nó có thể giữ lâu được. Cũng giống như mình nấu một cái bánh á, nếu mà cái bánh đó mà mình nấu chín mà không có đậu xanh, không có nước cốt dừa, thì có thể bánh nó giữ lâu hơn. Nó ví dụ vậy. Vì vậy cho nên á, so ra một bữa cơm này với một cái cục bột khô vậy đó, thì cục bột khô nó làm sao nó ngon bằng được. Vậy mà ngày xưa các ngài ăn đó không? Rồi quý vị cứ nghĩ đi, ngày bên Ấn Độ á, 10 món là hết 9 món cà ri rồi. Còn mình bây giờ thì thôi, món này món kia thì quá hạnh phúc rồi. Có gì nữa mà khen với chế, chỉ mong là có ăn thôi. Cho nên ví dụ như bữa nào mà tới phiên mình nấu ăn á, mà mình bí hết trơn không biết nấu gì, trời ơi, một thiên thần ở đâu xuất hiện, dù chỉ một nồi rau kho thôi, vậy mà mình thấy nó ôi hạnh phúc quá. Tại sao biết không? Tôi khỏi nấu là tôi hạnh phúc chứ. Cho nên lâu lâu mà được như vậy thì mình mới thấy. Nhớ mỗi lần Pháp Hòa thấy cái chai nước tương Maggi á, thì tự nhiên Pháp Hòa nhớ tới cái vị thượng tọa mà cho Pháp Hòa cái bài thơ hồi xưa, lúc đó Pháp Hòa làm thị giả đó. Mà cái thời đó là cơm với nước tương Maggi là nó ngon dữ lắm luôn. Trời ơi, mình đứng hầu thị giả ha, mà thấy quý thầy chỉ cần xới cái chén cơm nóng mà chan lấy cái chai nước tương mà Maggi mà xịt như vậy, mình đứng mình nuốt nước miếng thôi. Nó ngon đến mức như vậy. Hồi nhỏ nhớ buổi trưa lên phòng quý hòa thượng á, trời ơi thương lắm đó nha. Mới ngoắt vô cho mỗi đứa một muỗng sữa ông thọ. Bây giờ thì đưa cho mình cả thùng mà không dám ăn, chứ hồi đó là nó ngon dữ lắm. Mà thương dữ lắm mà buổi trưa mới kéo vô, mà không dám kêu đông, đông hết sao.
Mà quý hòa thượng, quý sư bà là những bậc lớn, lâu lâu người ta mới cúng cho một lon sữa bò. Mà thường cái Việt Nam á, sữa mà để vậy là kiến nó bu. Cho nên nó muốn trừ kiến phải làm sao? Có một tô nước, và để cái lon sữa bò trong cái tô nước á, thì kiến nó mới không bu. Phải không? Thành thử ra hồi nhỏ mà mỗi lần vô phòng mà dọn dẹp cho hòa thượng đồ đó nghe, không phải mình tốt gì hết trơn á, là mình mình nói là thế gian là gì, địa cái lon cái nó còn cái nó hết. Mà những lúc mình thiếu vậy là mình thấy rất là ngon. Ở đây á, hôm nay mình học thêm cái bài Sướng Tăng Bạc, thì cái câu thần chú Tam Bạc Ra Già Ra, thì khi mình tụng cái nghĩa nó là gì? Cái nghĩa của nó là, cái nghĩa của nó là khéo, khéo, khéo đến, khéo đến. Hay mình nói cách khác là khéo, khéo đến và khéo ăn, khéo tư duy. Cho nên nói thần chú chứ không có chú vậy đó. Nói nó mật mà không mật gì hết. Phải không? Ngay cả cái chú Yết Đế, Yết Đế, đây là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, có khả năng trừ tất cả mọi thứ khổ, năng trừ nhất thiết khổ. Nói xong rồi sợ mình chưa tin nữa, chân thật bất hư. Thật đó, không có phải nói dốc đâu. Tức thuyết chú viết Yết Đế, Yết Đế, Gate, Gate, Para Gate, Ba La Yết Đế, Parasam Gate, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Tới hồi mở kinh ra để coi cái ông chú này, ông nghĩa là sao, nó kể lần câu thôi, cố gắng, cố gắng. Yết Đế, Yết Đế là cố gắng, cố gắng. Ba La Yết Đế, cố gắng thêm nữa. Ba La Tăng Yết Đế, cố gắng thêm chút nữa. Cho nên sự sống của chúng ta là gì? Cố gắng. Có nhiều khi cuộc đời này, thí dụ mình không thích ăn khổ qua, nhưng mà rồi giờ người ta kho một nồi rau thập cẩm, nó có cắt khổ qua, trời ơi, gấp nhầm miếng khổ qua, nó đắng muốn chết, không phải là cái miếng mình thích. Nhưng mà bây giờ không lẽ nhả ra. Người ta ăn được, mình ăn cũng được, bất quá nó không ngon thôi, nuốt một cái đi, không có chết người tay người ta nào hết. Đôi khi cuộc đời này nó là một cái câu đó, Yết Đế, Yết Đế, cố gắng nuốt một cái, cố gắng nuốt một cái. Nó ực vô một cái rồi, Ba La Tăng Yết Đế. Rồi đắng nó còn văng vẳng đâu đó, lấy miếng nước uống vô, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề. Hết rồi, ta bà ha. Ở đây có người không thích ngò nha. Có người không thích hành nha. Trời ơi, nhiều khi Pháp Hòa là từ nhỏ tới lớn là không ăn hành được. Không ăn được từ nhỏ tới lớn. Chứ không phải là vô chùa mới cử nữa. Bữa nào mà ăn trúng một miếng hành một cái rồi là thôi. Lúc đó là thiệt, lúc đó mình phải tụng Yết Đế, Yết Đế. Giờ không lẽ giữa công chúng mình phun phèo phèo ra. Phải nuốt vô một cái. Thì những lúc như vậy thì Pháp Hòa hay tư duy. Cuộc đời này cũng vậy. Có những lúc chúng ta phải nuốt một cái cho nó qua việc. Thật sự ra không có chết gì chứ, bất quá là nó hơi khó chịu một chút thôi. Nhưng mà rồi uống nước sôi, uống nước rồi vô, uống nước vô là nó sẽ hết. Giống như hồi nhỏ mình uống thuốc bắc phải không? Lúc nào trước khi uống thuốc bắc là phải có một cục trần bì để sẵn, có một cục kẹo để sẵn. Thấy có cục kẹo mới can đảm uống thuốc bắc, đúng không? Không có cục kẹo là chần chừ chưa dám uống. Khi nào có cục kẹo rồi thì mới can đảm ực một cái chén thuốc bắc đó. Mà vừa xong cái rồi là uống một miếng nước vô liền. Ba cái thuốc tán, thuốc bột đó khó uống lắm chứ đâu phải dễ đâu. Nhưng mà rồi chúng ta ráng thì cũng sẽ xong. Ở đây cũng vậy đó. Cho nên trong cái bữa ăn của mình có những món mình không thích. Ví dụ như mình không thích cay, có thể mình không thích chua, có thể mình không thích mặn, có thể mình không thích cái gì đó có hương vị mặn lạc, chua cay, gọi là đắng ngọt, sáu vị cuộc đời này. Và đừng bao giờ nghĩ rằng mình không bao giờ có một vị nào trong, phải có chứ. Mỗi ngày chúng ta đều có những cái vị chúng ta phải nếm hết. Có điều là thích hay là không thích. Bây giờ thích thì cũng phải ăn,
không thích cũng phải nuốt. Cuộc đời này cũng thế thôi. Có những người, người ta làm những cái đối xử với mình không có thoải mái, nhưng mà không vì cái người đó mà chúng ta bỏ cuộc, không vì người đó mà chúng ta lui sụp trên cái đường đi của mình. Vì cái mục đích tới của mình không phải là người này. Họ chỉ là một người hành khách ở bên đường, thỉnh thoảng có những trở ngại cho mình, chứ mục đích tới của mình không phải ở đây. Đọc kinh Pháp Hoa chưa? Nhớ hóa thành không? Hóa thành vụ á. Cái nhà tạm thôi. Còn cái chỗ mà chúng ta đi đến, cái chữ hóa thành, và có biết chữ gì đối lại với chữ hóa thành không? Bảo sở. Đối ngược lại với bảo hóa thành là bảo, bảo sở là gì? Là cái chỗ quý báu mà chúng ta muốn tới. Còn cái gì mà chúng ta đang mượn đây chỉ là hóa thành. Cho nên trong cái bài, trong cái thông báo vừa rồi đó, thông báo hủy khóa tu, Pháp Hòa có câu là Chư Tôn Đức tiếp tục dẫn dắt chúng con trên đường về bảo sở. Tại vì chúng ta đang, các ngài hay là chúng ta đang, đang ở trong hóa thành. Thí dụ ăn cũng là một hóa thành, tại vì không ăn thì mình chết, chưa kịp về bảo sở là đã chết trên đường rồi. Cho nên mình nghĩ như vậy đi. Thí dụ như hai huynh đệ nè, bảo sở rồi, mấy tháng nay chưa được về, nhưng mà được ở hóa thành là cũng hạnh phúc rồi. Cho nên đối lại với hóa thành là bảo sở, và bảo sở là cái mà chúng ta muốn tới. Và vì chúng ta muốn tới, nếu cái chỗ đó chúng ta dễ tới thì đâu tới phiên mình, phải không? Và cái thứ hai là nếu cái chỗ đó chúng ta dễ tới, chưa chắc chúng ta biết trân quý. Cho nên vì chúng ta muốn tới đó mà chúng ta rất là gian nan, thì chúng ta mới trân quý cái chỗ chúng ta tới. Và nhớ rằng trên con đường đi tìm bảo sở đó, hay trở về với bảo sở đó, không phải không có chướng ngại. Phải có cái chướng, phải có chướng thì chúng ta mới vượt được. Mà hãy vượt được chướng thì chúng ta thành tựu. Cho nên con cá tượng trưng cho lướt. Người tu mỗi ngày tụng kinh, lấy cái con cá ra gọ. Phải học cái cách của con cá, phải vượt ngũ môn thì cá nó mới hóa rồng được. Con cá phải hóa rồng thì mình đang là một, mình tu theo cái hạnh con cá. Nước nhiều sống cũng được, nước ít thôi thớp cũng được. Chỉ sợ không lo mà thở cho gấp á, thì cạn nước là chết. Cho nên cái mạng đời sống của mình như cá ít nước, nào có vui chi. Có một Phật tử viết cho Hòa cái thơ: Thầy ơi, mình bây giờ giống như là một người đang chèo trên chiếc thuyền giấy vượt sông. Thuyền bằng giấy ở trên nước thì nó làm sao? Nó sẽ như thế nào? Nó sẽ mau rã lắm. Cho nên mình phải gấp rút bơi cho lẹ để tập bờ. Ở trong kinh Đại Bảo Tích đó, thì Đức Phật nói là mình đang là người chèo trên chiếc thuyền bằng đất để đi vô, đi lướt sông. Thuyền bằng đất mà bỏ xuống nước thì sao? Nó chìm, nó rã. Mà trước khi nó rã là phải chèo như thế nào trước khi nó rã? Cho nên cái lời sướng tăng bạc mỗi bữa ăn, nó không có phải là cái chuyện ở trong cái bữa ăn đó. Mà nếu chúng ta ứng dụng thì hình như bất cứ chỗ nào có được sự nhắc nhở chúng ta đều là tăng bạc hết. Nhắc nhở cho mình hết. Ví dụ như mình đi thỉnh thoảng á, mình đi ra sân chùa thấy trên tảng đá có ghi mấy câu. Hòa thượng Trí Tịnh ngày dạy một câu đơn giản lắm: thấy việc gì thiện thì cứ làm, tới đâu tới. Đơn giản không? Thấy việc thiện cứ làm,
tới đâu thì tới. Nhưng mà có đôi khi chúng ta thấy việc thiện thì cứ làm, nhưng mà hãy buồn phiền thì bỏ việc. Cho nên rồi chúng ta, thật ra cuộc sống nó đơn giản như câu nói của Ngài vậy đó. Thấy việc đúng thì cứ làm, tới đâu thì tới. Nhưng mà đôi khi chúng ta không làm nổi. Việc thiện thì cứ làm, thấy đúng thì cứ làm, mà hễ làm sao bao nhiêu người trật cái mình bỏ cuộc theo, vì mình không đủ cái can đảm để mình vượt cái chỗ đó một mình. Thôi thì bây giờ cuối cùng là đại chúng cứ như làm như Pháp Hòa nói vậy. Đôi khi mình trúng vào một cái món ăn gì mình không ưng á, nhưng mà không có sao, nuốt không có chết. Chẳng qua là mình không quen ăn đó thôi. Nuốt cả đi, rồi mọi việc xong. Có bao giờ mình tức mà nói không được, nuốt cục giận rồi không? Rồi cũng xong. Thôi, mình nghĩ đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.